Quý Nam xin trân trọng chào quý vị và một lần nữa gặp lại quý vị và gặp lại chị Như Hạnh, một chuyên viên về cộng đồng tại quận hạt Santa Clara về lĩnh vực sức khỏe. Mời chị có thể chào quý vị. Dạ, Như Hạnh xin được mến chào anh Nam. Dạ. Rất hân hạnh được gặp lại anh và tất cả quý khán giả của Cali Today ngày hôm nay. Bây giờ gặp nhau bắt nạt liền nhé. Nam có cần một xét nghiệm, tôi cần một xét nghiệm ngay lập tức không chị? Dạ, thưa anh. Hiện nay thì hạt Santa Clara vẫn yêu cầu công chúng cho dù đã tiêm ngừa hay chưa vẫn nên đi xét nghiệm COVID-19 nếu mà thấy mình có những cái triệu chứng của COVID-19 hoặc là đã được xác nhận là có tiếp xúc gần với một cái trường hợp đã nhiễm COVID-19 rồi, cũng như là khi mà được Bộ Y tế Công cộng tiểu bang California giới thiệu đến để mà xét nghiệm. Thì tuy nhiên là nếu mà vừa mới bị nhiễm COVID-19 đó, trong quý vị không cần phải đi xét nghiệm trong vòng 90 ngày sau khi nhiễm bệnh, trừ khi là có thêm những cái triệu chứng mới, thưa anh. Và nói chung thì quận hạt vẫn yêu cầu chúng ta đi xét nghiệm từ 3 đến 5 ngày sau cái lần tiếp xúc cuối cùng với cái người mà bị nhiễm, đã được xác nhận là nhiễm COVID-19. Và nếu quý vị vẫn còn tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh và không thể tách rời khỏi người này, chẳng hạn như là trong nhà cha mẹ phải chăm sóc cho con, ví dụ như vậy, thì quý vị hãy tuân theo những hướng dẫn về xét nghiệm và nên đi xét nghiệm thêm vào ngày thứ 5 sau khi cái người bị nhiễm đã hoàn tất cái thời gian mà cô lập của họ rồi đó, thì mình sẽ phải xét nghiệm thêm vào ngày thứ 5. Nam có một cái cuộc họp báo ở tại San Francisco trong 10 ngày tới. Và nhiều người trong chúng ta cũng có những cuộc họp party, sinh nhật, không? Kỷ niệm đám cưới, vân vân đủ thứ chuyện. Thì chúng ta nên đề phòng và nên xét nghiệm như thế nào thưa chị? Dạ thưa anh. Những người đang có những cái triệu chứng giống như là của COVID-19, cho dù đã trước đây đã bị nhiễm COVID-19 rồi đó, thì cũng vẫn nên đi xét nghiệm như thường. Và nếu có triệu chứng thì không nên đi dự một cái buổi họp mặt hay là một cái buổi tụ họp nào hết. Không nên đến những cái nơi đông đúc cho dù là kết quả xét nghiệm như thế nào đi nữa. Và xin quý vị có thể vào cái trang mạng của Sở Y tế để xem thêm những cái thông tin này. Và ngoài ra nếu mà quý vị đi xa thì cũng nên tham khảo những cái việc hướng dẫn về trước khi đi xa cũng như là sau khi đi xa. Như là anh Nam nói là dự tính sẽ đi lên San Francisco đi họp đó. Thì những cái... có những cái hướng dẫn trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng của hạt Santa Clara. Và nếu mà quý vị cần xét nghiệm thì xin quý vị lên trên trang mạng sccfreetest.org để tìm những cái địa điểm xét nghiệm và để lấy hẹn, thưa anh. Dạ. Yeah. Và chúng ta nói đến người lớn không thì chưa đủ. Còn trẻ em thì sao thưa chị? Thưa anh, đây là một cái, nhất là vào cái mùa này thì chúng ta sắp sửa có những cái buổi lễ ra trường. Thì sắp đến lễ ra trường rồi, thì xin quý vị hãy chuẩn bị cho mình và cho con em được sẵn sàng để tham dự lễ và ăn mừng cái lễ này một cách an toàn. Thì Như Hạnh cũng xin được nhắc lại là hãy chuẩn bị bằng cách đi tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ nếu đã hội đủ điều kiện, cũng như là xin mang khẩu trang, tuân theo những cái hướng dẫn về mang khăn che mặt của cái nơi mà họ tổ chức cái lễ ra trường đó. Và lúc nào cũng nên cảnh giác, cũng không nên tránh những cái tụ họp đông đảo nếu mà không được tổ chức ở ngoài trời, và luôn luôn sẵn sàng để biết những cái thông tin mới nhất. Thì quý vị có thể cài đặt vào cái điện thoại thông minh của mình cái SCC Alert đó, và của hạt Santa Clara hoặc là cái CA Notify của tiểu bang,
để có biết được những cái biện pháp mà phòng chống, giữ an toàn cho chính bản thân và gia đình, cũng như là nên đi xét nghiệm trước khi tham dự và từ 3 cho đến 5 ngày sau đó, để giúp làm giảm bớt cái rủi ro lây nhiễm ở trong trường. Và khi mà quý vị nhớ là nếu mà quý vị bị bệnh á, thì một lần nữa xin quý vị hãy ở nhà, đừng có, tuyệt đối đừng có đến tham dự những cái buổi lễ hay những cái chương trình gì hết, và hãy có xét nghiệm, đi xét nghiệm ngay khi mà có triệu chứng hoặc là đã có tiếp xúc với người nhiễm, và cũng như là tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ khi hội đủ điều kiện. Và khi mà các em ở trường thì nên cho các em mang những cái loại khẩu trang mà nó vừa khít với khuôn mặt để bảo vệ cho các em, nhất là những cái loại khẩu trang mà cái loại tốt đó, cái KN95, thì nên dùng những cái loại khẩu trang như vậy. Và nếu không có thì nên mang hai lớp khẩu trang. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta đang tiến tới mùa hè. Và khi mùa hè thì gắn với cái lễ ra trường, thì cái chị vừa đề cập đến cái đó cũng lời khuyên rất cần thiết cho tuổi trẻ và trong buổi đồng sinh. Chuẩn bị, mình nói chuyện này nói tiếp luôn cái chuyện mình chuẩn bị lại cho lễ ra trường đó. Thì mình nói vấn đề nãy, mình nói vấn đề phòng bệnh, dịch bệnh rồi, vấn đề nhiễm rồi. Bây giờ mời chị nói thêm cái sức khỏe tâm trí cho các tuổi trẻ, học sinh như thế nào thưa chị? Thưa anh, trong 2 năm vừa qua đó, vì dịch bệnh cho nên chúng ta phải có rất là nhiều cái giới hạn trong cái việc sinh hoạt. Người lớn thì không thể đi làm trong một thời gian dài, phải ở yên trong nhà. Các em thì không thể đến trường để học tập. Và tất cả những cái điều này, vì mình không có được sinh hoạt chung với người chung quanh, mình đời sống nó bị thay đổi một cách không bình thường, và các em cũng không được gặp những cái bạn bè cùng trang lứa để sinh hoạt, cho nên cái nhiều người và nhất là các em bị ảnh hưởng về tâm trí rất là nhiều. Yeah. Thì tuy là các em cũng nôn nao trở lại trường nhưng mà cũng vẫn lo lắng vì Covid-19. Thì có một cái chương trình gọi là Cal Hope, CALHOPE đó, Hope là hy vọng đó. Cal là California. Dạ, quý vị có thể gọi để nói chuyện, hoặc là quý vị có thể lên mạng để chat, nói chuyện qua mạng. Thì quý vị gọi số 1-833-317 và 24-4673. Như Hạnh xin được nhắc lại là 1-833-317-4673. Thì cái chương trình này nó nhận điện thoại, nó tiếp chuyện với quý vị 24/7 luôn. Và quý vị ngoài ra đó, thì trong hạt Santa Clara, cái chương trình Santa Clara County Valley Health và Hospital System, cái hệ thống này có một cái department, một cái văn phòng chuyên về tâm trí, mental health. Quý vị có thể gọi số 408-885-5770 để mà tiếp xúc với cái chương trình gọi là Crisis Intervention and Access, cái service referral đó, để được giới thiệu đến những cái dịch vụ mà cần thiết khi mà quý vị cảm thấy có những cái dấu hiệu về khủng hoảng hoặc là về tâm trí. Thì thông thường quý vị có thể thấy những cái dấu hiệu này ở những cái người đang bị khủng hoảng hoặc là đang chịu nhiều áp lực về tâm trí. Thì xin quý vị hãy để ý nhận xét xung quanh mình, người thân hoặc là các em, để khi mà họ thấy họ có những cái dấu hiệu như là họ muốn tự tử, họ muốn tự làm hại mình, như là cắt tay, cắt mạch máu, hoặc là đang có những cái ý định sẽ làm hại cho người chung quanh, như là quý vị gần đây nhìn thấy những cái vụ mà xả súng ở trong trường hoặc là những cái nơi công cộng đó, đó là những cái người họ bị những cái chịu cái ảnh hưởng về sức khỏe tâm trí và họ cần được giúp đỡ. Thì xin quý vị
thấy những cái triệu chứng này của người chung quanh, thấy họ sắp có những cái cơn khủng hoảng xảy ra, và quý vị hãy theo sát con em của mình để lúc nào cũng theo dõi, tìm hiểu. Nếu mà thấy những cái triệu chứng này có thể xảy ra thì quý vị, họ có thể là cần được giúp đỡ ngay. Và cái đường dây mà nóng mà để ngăn ngừa tự tử đó là quý vị có thể gọi vào số 1-800-273-8255 hoặc là gửi tin nhắn đến 18 đến cái số 1-838-255 để cho quý vị có thể có được những cái sự giúp đỡ cho bản thân, cho người chung quanh. Nếu mà ngay chính quý vị cũng đang có ý định muốn tự tử, hay là lo là có bạn bè hoặc là người thân muốn tự tử và cần được giúp đỡ về tinh thần, thì cũng có cái hệ thống mạng lưới Lifeline Network đó, có thể giúp cho quý vị 24/7 và trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin quý vị một lần nữa hãy theo sát, theo dõi, để ý đến con em trong nhà để có thể giúp đỡ các em khi thấy các em cần được sự giúp đỡ về tâm trí. Tôi đặc biệt lưu tâm với vấn đề mà sức khỏe tinh thần này, thưa quý vị, mà chúng ta gọi sức khỏe tâm trí, mental health. Bên này có nhiều, không phải chỉ trẻ em không, mà người lớn cũng bị, anh chị, người lớn bị rất là nhiều, và có thể gây ra nhiều cái vấn đề kinh khủng đó. Do vậy cái sự mình để ý, chú ý và gọi số điện thoại cần thiết, gọi 911 nếu cần thiết, rất là quan trọng. Bởi vì chỉ có một phút chốc thôi có thể cứu sinh mạng người đó và cứu sinh mạng rất là nhiều người. Vì cái không biết cái thực phẩm hay dinh dưỡng hay bệnh tật hay vấn đề ở nhà riết cái cuồng trí, cái số mà bị sức khỏe tinh thần rất là gia tăng, thưa quý vị, gia tăng nhiều lắm. Đó là một vấn nạn chung xã hội chúng ta, không phải chỉ xã hội chúng ta, không bất cứ xã hội phát triển nào cũng hay bị chuyện đó, thưa quý vị. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây, và giống như câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, tuần tới chúng ta sẽ gặp chị Như Hạnh trở lại trong đề tài khác. Xin trân trọng kính chào quý vị và chào chị Như Hạnh, thưa chị. Cảm ơn anh Nam đã nhấn mạnh về cái những cái khó khăn về tâm thần này, về tâm trí này trong xã hội hiện nay của chúng ta. Và Như Hạnh cũng xin được mến chào tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Chào chị ạ.